Jenny xin kính chào quý vị. Chương trình tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ gồm các tin chính sau đây. Nga rút đa số lực lượng ra khỏi Venezuela. Đài Loan kêu gọi Trung Quốc thành tâm hối lỗi về vụ Trung An Môn. Tổng thống Trump hứa với Anh một thỏa thuận thương mại lớn hậu Brexit. Nữ hoàng Anh tặng gì cho tổng thống Trump và phu nhân? Từ tăng quyền cho thủ tướng đến thêm quyền cho quốc hội. Và sau đây là phần mở đầu với điểm tin thế giới. Kính thưa quý vị, Jenny xin mở đầu cho phần điểm tin thế giới. Nga rút đa số lực lượng ra khỏi Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3 tháng 6 tiết lộ là Nga thông báo với Hoa Kỳ rằng đã rút đa số lực lượng của họ ra khỏi Venezuela, nơi Moscow duy trì các mối liên lạc quân sự và kinh tế với Tổng thống theo xã hội chủ nghĩa Nicolas Maduro. Ông Trump đăng tin trên Twitter về việc này trong khi đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới London, nhưng không cho biết thêm chi tiết nào khác. Chính quyền Trump ủng hộ lãnh đạo đối lập của Venezuela, ông Juan Guaido, là tổng thống lâm thời của nước này. Washington cũng một mực cho rằng sự hậu thuẫn của Cuba và Nga là yếu tố thiết yếu để duy trì quyền lực cho Maduro, đồng thời kêu gọi Havana và Moscow rút lực lượng an ninh của họ về nước. Moscow gửi gần 100 nhân viên an ninh mạng và lực lượng đặc nhiệm tới Caracas hồi tháng 3. Theo các giới chức Hoa Kỳ, các nhân viên hợp đồng quân sự tư nhân đảm nhận các nhiệm vụ bí mật cho Nga đã bay tới Venezuela hồi tháng Giêng để tăng cường an ninh cho ông Maduro, theo các nguồn tin biết rõ việc này. Nếu những gì Tổng thống Mỹ loan báo trên Twitter là đúng, thì đây có thể là một bước lùi đáng kể cho Maduro. Trước dòng tin của Tổng thống Trump, tờ Wall Street Journal hôm Chủ nhật đưa tin, nhà thầu quốc phòng Rostec của Nga đã cắt giảm nhân sự tại Venezuela xuống vài chục, dẫn một nguồn tin gần gũi với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Maduro được Nga, Trung Quốc và Cuba hậu thuẫn và vẫn còn nắm quyền kiểm soát đa số các định chế của nhà nước, kể cả quân đội, thưa quý vị. Đài Loan kêu gọi Trung Quốc thành tâm hối lỗi về vụ Thiên An Môn. Đài Loan hôm 3 tháng 6 nói rằng Trung Quốc phải thành tâm hối lỗi vì đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn 3 thập niên trước. Trong khi một tờ báo Trung Quốc nói rằng không ai ở Trung Quốc quan tâm đến việc đào bới quá khứ. Theo Reuters, thứ Ba 4 tháng 6 là ngày đánh dấu 30 năm kể từ khi quân đội Trung Quốc nổ súng nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn do các sinh viên lãnh đạo. Chính quyền Trung Quốc cấm mọi hoạt động kỷ niệm công khai về sự kiện này ở trong nước và chưa bao giờ công bố toàn bộ số người chết. Ước tính từ nhóm nhân quyền và nhân chứng cho biết con số này dao động từ vài trăm đến vài nghìn người. Trung Quốc phải thành tâm hối lỗi về sự kiện ngày 4 tháng 6 và chủ động thúc đẩy cải cách dân chủ. Reuters dẫn tuyên bố của Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, nói và cho rằng tuyên bố này có khả năng làm cho Trung Quốc nổi giận. Hội đồng của Đài Loan nói rằng Bắc Kinh đã nói dối để che đậy sự kiện năm 1989 và bóp méo sự thật. Khi được hỏi về tuyên bố của Đài Loan, người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Cảnh Sản nói rằng những thành tựu vĩ đại kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập vào 70 năm trước đã chứng minh đầy đủ rằng con đường phát triển mà chúng tôi chọn là hoàn toàn đúng đắn. Đài Loan Dân Chủ có xu hướng sử dụng dịp kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn để chỉ trích Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh đối mặt với những gì họ đã làm, thưa quý vị. Palestine cho rằng thỏa thuận thế kỷ của Hoa Kỳ sẽ đặt dấu chấm hết cho đất nước của họ. Theo tin từ Reuters, kế hoạch chi tiết của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Palestine vẫn ở dạng dự thảo sau gần 2 năm. Hiện đang được Palestine cùng một số viên chức và chính trị gia Arab xem là kế hoạch chấm dứt giấc mơ lấy lại đất nước họ. Sáng kiến này được thúc đẩy bởi ông Jared Kushner, là con rể của Tổng thống Donald Trump, kiêm cố vấn Tòa Bạch Ốc, đã được Tổng thống Hoa Kỳ xem là thỏa thuận của thế kỷ. Dù những phác thảo chính xác của kế hoạch này vẫn chưa được tiết lộ,
nhưng các nguồn tin Palestine và Ả Rập có thông tin về kế hoạch dự thảo cho biết ông Kushner đã đưa ra giải pháp hai nhà nước, tức là công thức mà Hoa Kỳ và quốc tế vẽ ra viễn cảnh một quốc gia Palestine độc lập cùng với Israel ở bờ Tây, Đông Jerusalem và Gaza. Theo ba viên chức Ả Rập được tóm tắt về kế hoạch này, ông Kushner và Tổng thống Donald Trump sử dụng nền tảng về bất động sản thay vì ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột không thể hòa giải tính đến thời điểm này như là một cuộc giao dịch thương mại. Các viên chức này cho biết là nếu các thương lượng chính trị tiếp tục thất bại, thì cứ sử dụng các đầu tư hàng chục tỷ Mỹ Kim như là mồi nhử đối với Palestine và các nước láng giềng Ả Rập của Do Thái. Và qua đó là thương lượng một thỏa thuận có thể mở đường dẫn đến sự thịnh vượng cho người Palestine và an ninh cho Israel, thưa quý vị. Năm quốc gia tái khẳng định cam kết quốc phòng bên lề cuộc đối thoại Shangri-La. Vào hôm thứ Bảy 1 tháng 6, tại một cuộc họp bên lề cuộc đối thoại Shangri-La lần thứ 18, năm viên chức quốc phòng hàng đầu từ các quốc gia thành viên của thỏa thuận Five Power Defense Arrangements, gọi tắt là FPDA, đã tái khẳng định cam kết của họ đối với hiệp ước này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng, các bộ trưởng cùng đánh giá tổng thể về các công việc đang diễn ra để bảo đảm rằng FPDA vẫn có tính liên quan trong lễ kỷ niệm 50 năm, ngày thành lập vào năm 2021, bao gồm các lĩnh vực như chống khủng bố, an ninh hàng hải, cũng như hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Theo Reuters, FPDA là một thỏa thuận quốc phòng được hình thành vào năm 1971 giữa Úc, Anh Quốc, Mã Lai, New Zealand và Singapore, và là quan hệ đối tác quân sự lâu đời thứ hai sau Liên phòng Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Thỏa thuận này được hình thành như một hiệp ước chuyển tiếp để cung cấp cho nền quốc phòng của Singapore và Mã Lai. Các bộ trưởng lưu ý rằng họ đạt được những tiến triển đáng kể trong việc tăng cường khả năng tương tác giữa quân đội của các quốc gia thông qua các cuộc tập trận của FPDA như là cuộc tập trận Besama Shield và cuộc tập trận Besama Lima, thưa quý vị. Công ty kỹ thuật Huawei của Trung Cộng yêu cầu nhân viên ngừng các cuộc họp với Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 5, tờ Financial Times đưa tin là công ty kỹ thuật Huawei của Trung Cộng ra lệnh cho nhân viên của họ hủy bỏ các cuộc họp kỹ thuật với Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu các nhân viên người Hoa Kỳ đang làm việc tại trụ sở của họ ở thành phố Thẩm Quyến về nước. Những hành động này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung ngày càng leo thang về thương mại và kỹ thuật, mà trong đó Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Cộng, đã trở thành mục tiêu chính của cuộc chiến. Financial Times dẫn lời giám đốc chiến lược của Huawei, ông Giang Quang Xuân, cho biết là các công dân Hoa Kỳ làm việc trong các bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty đã được đưa về nước hai tuần trước, sau khi công ty Huawei và 68 chi nhánh bị Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen, nhằm ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ bán kỹ thuật cho công ty Huawei nếu không có sự chấp thuận của chính phủ. Tờ báo còn cho biết một hội thảo đang diễn ra tại Huawei vào thời điểm đó cũng bị hủy, và các đối tác người Hoa Kỳ cũng bị yêu cầu ngừng sử dụng máy tính xách tay, cắt kết nối mạng và rời khỏi trụ sở công ty, thưa quý vị. Có 2 người mất tích, 22 người bị thương sau vụ nổ tại nhà máy quân sự ở Nga. Hãng thông tấn Interfax và VIA đưa tin rằng vào thứ Bảy, 1 tháng 6, có ít nhất là 2 người mất tích sau vụ nổ tại nhà máy thuốc nổ Crystal tại thị trấn Trashin của Nga. Thị trấn Trashin tọa lạc gần thành phố Nizhny Novgorod, khoảng 400 km về phía đông của thủ đô Moscow. Trong một tuyên bố được phát sóng bởi đài truyền hình Russia, Phó Thống đốc Dmitry Krasnov đưa ra thông tin rằng có 2 người bị mất tích. Hãng Interfax đưa tin rằng có 22 người bị thương trong vụ nổ trên. Một viên chức Bộ Y tế địa phương cho hay, hầu hết những người bị thương đều có vết thương gây ra do những mảnh vỡ. Được thành lập vào thời Xô Viết, Viện Khoa học Crystal là một trong những nhà phát triển kỹ thuật thuốc nổ chính của Nga, phục vụ mục đích quân sự và dân sự. Nhà máy này là một phần của hãng Rostec. Hãng Rostec là một công ty nhà nước của Nga. Hãng này bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với vấn đề chính sách của Nga tại Ukraine. Theo nguồn tin từ hãng tin TASS, Bộ Y tế địa phương cho hay là 27 người yêu cầu được trợ giúp y tế sau vụ nổ. Một khu vực của tòa nhà nơi xảy ra vụ nổ đã bị phá hủy một phần và một đám cháy bùng phát tại nhà máy. Các chất nổ và đạn dược bao gồm cả bom đều được lưu trữ tại nhà máy trên, thưa quý vị. Tổng thống Mexico ngỏ ý thắt chặt kiểm soát di dân nhằm xoa dịu Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 6, Tổng thống Mexico ngỏ ý rằng đất nước của ông có thể thắt chặt kiểm soát di dân để xoa dịu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người vừa đe dọa sẽ áp đặt rào cản thuế đối với hàng hóa của Mexico
và ông cũng dự đoán sẽ nhận được kết quả tốt từ cuộc đàm phán tại Washington vào tuần tới. Tuần qua, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ áp đặt rào cản thuế đối với hàng hóa Mexico vào ngày 10 tháng 6 nếu nước này không ngăn chặn dòng người di dân bất hợp pháp qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Trong một cuộc họp báo ở hải cảng Veracruz thuộc vịnh Mexico, Tổng thống Mexico Obrador cho biết nước này có thể sẵn sàng đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn sự gia tăng di dân gần đây để đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ. Một phái đoàn của Mexico do Bộ trưởng Ngoại giao Marcelo Ebrard dẫn đầu sẽ thảo luận về vấn đề di dân và thuế với các viên chức Hoa Kỳ ở Washington vào thứ Tư ngày 5 tháng 6. Những bình luận của Tổng thống López Obrador giống với những gì Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Mỹ Jesus Seed đã nói với Reuters hôm thứ Sáu ngày 31 tháng 5 rằng Mexico muốn tăng cường các biện pháp hiện có để kiềm chế dòng người Trung Mỹ đang cố gắng đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại, thưa quý vị.